cả cái màu mắt bằng cái son này. Chất nó rất là mềm, thật ra dùng son để trang điểm nó cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Sarangeul haetta, uriga mana, jiuji motal, chuogi detta, bolmanan melodrama, gaenchaneun geolman, geugeomyeon detta, neul sarangaetta. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại trên kênh của tớ Channel Wish. Hôm nay thì mình sẽ có rất nhiều son mới của L'Oreal. Và đây thì có tận 2 bộ liền. Cảm giác như là muốn swatch son nhưng nhiều khi cảm thấy hơi chán. Thì hôm nay quyết định là sẽ thay đổi chút xíu. Đấy là dùng những cái thỏi son này để có thể make up được cho trên mặt. Và sau đấy thì để cho các bạn thấy được hết màu son thì mình sẽ cố gắng swatch son ra tay nhé. Và bây giờ thì hãy cùng mình trang điểm với những cái thỏi son ở đây. Đầu tiên thì mình cũng có sử dụng kem chống nắng rồi, một chút cushion rồi, thì bây giờ mình sẽ xài thêm đánh thêm lớp nền rất là nhẹ nữa là tiếp tục dùng cushion. Đầu tiên thì ở đây mình có dòng này là dòng matte, color rich matte. Mình sẽ dùng màu 304 sunset shine, không biết cái từ này là tiếng gì luôn, sunset 304 đây. Ồ, rất là đẹp. Lần này thiết kế thì cái thỏi son các bạn nhìn thấy chữ L'Oreal Paris ở trên cái thân son. Mình sẽ tán màu mắt, cả cái màu mắt bằng cái son này. Chất nó rất là mềm, thật ra dùng son để trang điểm nó cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều. Mình mua những bảng phấn mắt này kia. Tuy nhiên là mỗi cái nó có một chức năng riêng. Tuy nhiên thì nếu chúng ta biết sử dụng khéo léo thì nó sẽ là một cái cứu cánh rất là tiện. Tại vì mình bỏ cái thỏi son trong túi lúc nào mình cũng có thể lôi ra xài. Chứ còn nhiều khi mang bảng phấn mắt hoặc phấn má nó hơi lỉnh kỉnh. Thiết kế bây giờ á, nhìn nó rất là đẳng cấp xịn sò mọi người. Cái viền này và cái vỏ là vỏ da thôi nha. Tiếp đến thì ở đây cái dòng matte thì mình sẽ xài một cái màu nó đậm hơn nhưng vẫn tông đất, là màu 300 Flaming Cloud. Lẽ là mình nên xài cọ hơn tại vì cái tay nó hơi to. Hoặc nếu là có cái tăm bông ấy mọi người thì mọi người có thể lấy cái tăm bông ra để đánh được. Đây, cái màu này lên mắt đẹp á. Tiếp đến thì mình sẽ dùng màu 298 Brick Planet để mình nghĩ là mình sẽ muốn kẻ một chút cái phần nhấn ở đuôi mắt. Mình thì là rất là thích hay kẻ cái phần mí dưới này, là vẫn đánh màu mắt ở cái phần mí dưới, thì ở đây mình sẽ chọn 296 là một cái màu mà nó hơi khó tả nhỉ. Xa tay xem nào. À, hơi tông tí tí một chút. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng một chút chì kẻ. Mà mình dùng chì lên á thì vì có một cái lớp son ở dưới nên là cái màu chì nó cũng sẽ thay đổi và nó làm cái nhạt cái màu đi. Mình rất thích cái màu này. Bây giờ thì mình sẽ trải mascara một chút tạ đây. Sau khi đó chimmy thì mắt đã có sức sống hơn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với phần má, thì mình sẽ dùng dòng Juju Signature. Mình sẽ dùng màu 127 là một màu tông cam, tại vì mình rất thích má màu cam đẹp không. Lần này thiết kế của L'Oreal đẹp thật sự. Mùi son thơm. Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ, các bạn biết là mình rất khoái cái trò như này rồi. Nếu mà có đậm quá thì chúng ta lại trận nền lên. Xinh quá. Rồi. Có khi mà dùng son này ấy thì nó sẽ có một cái độ căng bóng trên mặt luôn này. Cảm giác là mình đã dùng cushion thì nó đã căng bóng rồi, sau đấy thì mình dùng son có cái độ bóng nhẹ một chút làm má thì má nó sẽ căng. Hay luôn cho highlight. Chết rồi, hơi lố mọi người ơi, hơi đậm quá trời. Say quá luôn. Mình sẽ dùng một chút cushion để che đi. Các
bạn thấy hai má, nhất là cái mà mình vẽ lên đó, nó khô vào nó thành cái ửng hồng không? Trông cảm giác kiểu giống như má hay trái đào. Thì mình đang nghĩ đến chuyện là sẽ dùng một lớp son matte với một lớp son Rue Signature này. Sẽ đánh một cái, chọn một cái màu nền. Màu nào được ta? Đây, bây giờ chưa xài màu 302 Rock on Fire. Trời ơi, màu này đẹp quá. Kiểu đỏ gạch ấy. Mình tưởng là son này nó sẽ mết mềm mệt, nhưng mà cảm giác lên môi là nó có dưỡng, rất là mềm môi. Mình thích một đôi môi mà nó vẫn gọi là có một chút gọi là trong đậm ngoài nhạt, gọi là ombre ấy. Thì mình sẽ chọn một cái màu khác. Mình sẽ dùng màu 129 Eyelid. Cái màu ở ngoài ấy thì nó đậm như này, nhưng mà vào trong trông có vẻ hơi nhạt vậy thử. Màu này hơi nhạt rồi, chọn màu đậm hơn khác đi. 130 thử xem nào. Môi đúng kiểu cong, rất thích luôn đó. Trời ơi, đúng, tự dưng mix cái màu này. Màu này là 130 với lại cái thỏi son mình đánh được số bao nhiêu nhỉ? Là mình vừa kết hợp màu 302 và màu 130. Nó ra một cái màu rất là thích, kiểu ngoài kiểu cam gạch, ở trong là kiểu đỏ đất, đỏ gạch. Cưng quá, coi như là mình đã hoàn thành một lớp makeup rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Đã xem một cái lớp makeup rất là easy, rất là dễ, và mình nghĩ ai cũng có thể làm được. Và với một vài thỏi son thôi thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm được nhiều tiền, đúng không? Và ở đây cũng có thể là một idea khá là hay cho cái mùa hè này, cũng như là ready for school maybe. Rồi, ngoài ra thì cũng đã tham khảo được các màu son ở trên tay của mình. Và các bạn có bất kỳ điều gì thì cũng comment phía dưới cho mình biết nha. Và mọi thông tin về son thì cũng ở dưới phần mô tả. Và bye bye, đừng quên nhấn like và subscribe. Ở đây là Facebook và Instagram. Hãy theo dõi để có thể update được mọi tình hình nhanh nhất có thể. Còn trên YouTube thì hello. Ok, bye bye.